Hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Anh Kỳ Audio Đây điều này Anh Kỳ sẽ lên sóng cho anh em một lô đẩy siêu đẹp và cực kỳ chất luôn các bác nhé Thì à, đây là một dòng đẩy men công suất mà chúng ta có thể dùng trong gia đình rất là nhỏ gọn và vừa, vặn Và kèm với đó nữa là hiệu năng rất rất là cao Thì trước mặt các bác đây là một lô đẩy vi được chưa anh em Tô vai anh em nhé, cái này thì trước là bên em cũng đã về cùng với loa này các bác này Đấy, nếu bác nào mà xem kênh bên em này cũng nhớ rồi này Đấy, thì à, đây là KV207 với mặt nó sẽ là mặt phay nhôm à, màu đen tuyển luôn các bác nhé tất cả nội thất chi tiết đang còn rất rất là đẹp luôn anh em thấy này đây, quay là rõ chi tiết cho anh em xem hầu như là lâu này thì khá là ít nên là bác nào nhanh tay thì có hàng các bác nhé đấy nên là lâu này thì nó chỉ có dao động hai bốn sáu bảy con thôi anh em nhé bảy con thôi và công suất của nó là sáu bảy trong một, góc một kênh ở chế độ 8 ôm và 1200 cốc một kênh ở chế độ 4 ôm các bác nhé giúp chúng ta chơi full đôi 30 thoải mái hoặc là chúng ta chơi full đơn 40 con 76 kèo đó chúng ta thì nói đã chơi full đôi 30 thì hai cặp full đơn 30 cũng nhẹ nhàng với đây là lỗ đợi này nhưng mà thật sự là, là đầu tiên thì các cái dòng này thì em rất thích với cái cấu này đó là mặt mũi nó rất là đẹp. Để chọn những cái đẩy đẹp này nó khá là hiếm anh em nhé. Và đặc biệt lần này thì số lượng có bảy con bán thì bán cho anh em thành lý khá là rẻ. Thật sự các bác là rất là rẻ luôn. Cái đấy để giá em sẽ có thông báo cũng video anh em nhé. bảy con. Mặt nó rất là hầm hố anh em nhé. Đang xem từng góc cạnh anh em này. Volume nó sẽ là hai nút volume bi Cũng như là các dãy đèn theo The decibel anh em nhé. Đấy theo âm lượng lớn anh em nhé. Được chưa anh em? Đấy, decibel này. Đấy, âm này, 8 decibel này nhỏ này, lên to tới limit của Protect. Đấy. đấy và bốn đèn Atis và bao ở phía trước còn như là công tắc nguồn để ở giữa KV là bảy mặt phay nhôm anh em mặt phay nhôm đấy, rất là đẹp luôn thì ta đi vào trên trong nội thất thì là đấy đẹp nên là anh em có thể thấy là nó sẽ là chạy 20 sò NG anh em nhé 20 sò NG anh em có thể đếm luôn 1 2 3 4 5 đấy 20 sò NG và đây là dòng mạch của hát siêu bền luôn đấy công xuất hiệu năng cao đấy còn về phía sau anh em có thể nhìn rõ hơn ở phía sau thì nó cũng sẽ có thông số kỹ thuật bằng kèm đó là dây nguồn hai đầu vào cũng như có cổng gắm canon để cho anh em và một điều nữa mà em thích cái trên con đấy này đa số dòng mạch của hát chúng ta có một chế độ chập bờ và như sức bờ bật ở đây nó rất là hay khi chúng ta mua đấy này sau này chúng ta có thể là chuyển đổi nó sang chơi một có sức đơn mới được. 700W chúng ta để là chơi được luôn cả xúc kép uh, 30 hoặc xúc kép 40 luôn anh em nhé Đấy chụp kênh lại Ok cho các bác Còn mà ta đi vào nội thất thì nó sẽ là dòng 8 tụ lọc nguồn Cứ mỗi bên nó sẽ là 4 tụ lọc nguồn Đấy chứ anh em 4 tụ lọc nguồn Thì đa số đây là một nguồn có áp cao Anh em có thấy là chiếc nguồn nó rất là khủng luôn các bác nhé Đấy chiếc nguồn nó rất là khủng Nguồn nó động nguồn, nguồn 19, 20 Và tụ nó sẽ là tụ 80V là 10.000 10 mi Đấy chứ anh em Đấy 20 sò tiếng bao sáng luôn Con này thì anh em đã chưa lời thì mỹ mãn luôn các bác nhé Đấy Và cái giá bên cửa hàng anh Kỳ đưa ra cho anh em thì để một con đẩy này thì sẽ có bác luôn là cực kỳ hợp lý luôn đấy, cực kỳ hợp lý luôn anh em nha 3 triệu 600 ngàn đồng đấy, 3 triệu 600 ngàn đồng các bác nha và tất cả là chưa bao gồm phụ kiện và dây rắc anh em nhớ nha cái giá 3 triệu 6 này là chưa không bao giờ các bác mua được một con đẩy 700 gót mà nó đẹp mà nó mì mã như thế này đấy, thật sự là như vậy luôn nó đẹp từng góc cạnh và từng chi tiết như thế này luôn đấy nguồn anh em này thấy chưa từng uh, chiếc nguồn này khủng này bên trong đây là cái mạch uh, anh em có thấy rõ này đấy, anh em, em phóng to để cho anh em nhìn thấy này đấy tem kim này và như là đây tất cả linh kiện là mạch tiếng nó này như con đẩy này thì anh em kể cả như các bác này. các bác cứ thử xem các bác muốn được con đẩy còn hát hay ấy. các bác cứ thử là trực tiếp âm thanh từ đẩy ra xem tí nó có sáng không bao giờ mạch hát rất là sáng đặc biệt là những dòng mạch hát đời mới mà sử dụng sò là gì này tiếng cực kỳ sáng và hay nên dòng đẩy này mà chưa đo lời thì hết ý bài thơ luôn các bác nhé Đấy, mặt mũi đẹp, giá là 3 triệu 600 ngàn đồng, chưa bao phí ship, tất cả là giá tại cửa hàng. Có bảy con. Bác nào chốt con đẩy này thì hãy liên hệ với cửa hàng Anh Kỳ qua hai số điện thoại Anh Kỳ để góc màn hình đây các bác nhé Cũng cảm ơn các bác rất là nhiều và anh em nào mà tham khảo, như các bác biết là hôm nay em đang về là 400 cặp loa cây Đấy, dòng nó cây okay, hai bát anh em nhé Anh em có thể lên kênh Kỳ xem cái series mà hướng dẫn các bác đi Trung Quốc Cũng như là hướng dẫn các bác thăm loa chợ um, chợ loa Trung Quốc anh em nhé Các bác có thể xem vào kênh Kỳ các bác có thể bấm xem Đây là 3 triệu 600 ngàn đồng Bán anh em lô này là siêu rẻ luôn nhé Tất cả này ngon anh ngành đào luôn Thương hiệu này tôi vai anh em này Tovai vai này, chiếc loa này Đấy, chưa anh em Rất là chất luôn Đấy, Đẹp mì mãn luôn anh em nhé Đấy, và bác nào chốt thì cứ liên hệ với cửa hàng Kỳ. Các bác đang xem video thì nhớ cho Kỳ xin nút like và đăng ký kênh cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn luôn ủng hộ và theo dõi bên cửa hàng em và anh em nhớ là chia sẻ và like nhé và anh em có ý kiến thế nào các bác có thể bình luận phía dưới và nếu như bác cũng có câu hỏi gì mà chuyên sâu hơn mà anh kỳ chưa giới thiệu được ở trên video thì anh em cũng có thể là liên hệ với cửa hàng anh kỳ có hai số điện thoại đó các bác có thể hỏi và anh em sẽ tư vấn kỹ lưỡng hơn cho mọi người đó còn anh em có bình luận gì về độ đẹp con này hay là có chất hay không bác nào đã dùng mạch cờ hát dạng này rồi thì anh em có thể bình luận phía dưới để cho tất cả người mua có thể là biết hơn ok xin chào mọi người nhé